muốn nói thêm một tí về cái ông Dương Phục. Vâng, nói đi. Vâng, không, tại vì rằng thì tôi bị mấy ông kia bịt miệng không cho nói thì bác nói đi. Không, tại vì rằng thì là tôi có kỷ niệm với ông ấy. Được đấy. Bây giờ Nguyễn Phương Hùng có nhiều kỷ niệm lắm, hai người làm MC chung với nhau luôn. Thôi bác cứ kể chuyện bác đi. Cái ông Dương Phục thì cái hồi đó thì ông ấy làm tờ Sống Thần, mới đầu tờ Sống của Chu Tử sang tờ Sống Thần. Sống Thần thì tôi hồi đó sau cái tờ của Vũ Tài Lục thì tôi thất nghiệp, thì cũng đành giữ trang trong của cái tờ Sống Thần đó. Thì ông Dương Phục thì ông cũng cười cười, ông bảo anh cái gì anh cũng chống cộng hết rồi anh, mấy cái hình ấy thì tôi cũng chua ở dưới, mấy cái chua ở dưới cái này cái kia đó. Thế nhưng mà cái kỷ niệm của tôi đối với ông này nó thế này, tức là cái ông anh của ông ấy là ông Dương Cự đó, phó ủy viên chính phủ Dương Cự đó, một trong những người mà gọi là xuất sắc ở trong cái tòa quân sự đó. Thì ông ấy thì làm ở ngoài Vũng Tàu với tôi, và ông ấy trong lúc đi học tập cải tạo đó thì mỗi lần mà bà vợ thăm nuôi đó thì ông ấy có làm một cái bài thơ để cho cái con đứa con gái ở trong đó, ông ấy cũng giống như là ra huấn ca đó, để cho cái thằng nô với lại con Tina ở trong nhà đó, để mà nó đọc. Lúc bây giờ nó 7-8 tuổi thôi, nó nhớ đến bố nó mẹ gì đó thì mình không nói làm gì. Thế nhưng mà ông Dương Cự ông lại đánh giá tôi cao quá, thì ông mới dặn vợ Dương Phục rằng thì là có cái gì thì lại anh Cường anh ấy cố vấn. Thì lại anh Cường anh cố vấn. Thế nhưng mà nó lại chẳng may là cái trong cái tuần lễ trước đó thì tôi bị số 4 Phan Đăng Lưu nó gọi tôi vào. Số 4 Phan Đăng Lưu nó gọi tôi vào và tôi tá hỏa tam tinh. Tôi thì nó mới viết ở đằng sau cái giấy mời đó rằng thì là xin xí nghiệp cho ông này nghỉ vì chúng tôi còn phải làm việc lâu dài. Thế thì bác không nói là Phan Đăng Lưu là cái gì, là sau 30 tháng 4. Vâng, sau 30 tháng 4. Sau 30 tháng 4 lúc mà ông Dương Cự đi học tập cải tạo mà, thì tôi tới số 4 Phan Đăng Lưu. Số 4 Phan Đăng Lưu, cái bao thư tôi còn giữ. Nó gọi là sở chấp pháp của thành phố Hồ Chí Minh. Sở chấp pháp tức là hỏi cung đó. Thế thì vừa vặn nó nói rằng thì là tôi còn phải làm việc lâu dài với cái ông này. Thế mà tự dưng ông Dương Phục với bà vợ mới dẫn xác lại nhà tôi. Cái cô vợ Dương Phục, con Vũ Thanh Thủy đó. Đi cùng với vợ ông Dương Cự. Hai chị em dắt lại nhà tôi để mà nhờ anh Cường anh ấy cố vấn. Thế thì ban nãy tôi mới đẩy ra ngoài, tôi bảo thấy nghĩa là định vấn kế rồi. Thì tôi nói cái xin hai bà đi ra dùng tại vì tôi sợ rằng bây giờ bà ấy nói cái gì mà ngày mai Phan Đăng Lưu nó gọi tôi lại thì tôi biết nói làm sao, chả nhẽ tôi tố cáo người. Thành ra tôi chưa có tàn nhẫn quá đối với lại cái vụ ông Dương Phục đó. Thì là đại khái là cái chuyện đó. Nhưng mà Dương Phục là cái người mà hắn ấy có một cái hắn ấy là một trong những người mà giỏi, và nó có một cái tỉnh bơ. Ví dụ cái vụ Tết Mậu Thân, hắn ấy đương coi một cái đài phát thanh ở miền Trung đó, thì Việt Cộng nó tấn công bao nhiêu thành phố, nó tấn công cả vào đó. Nhưng mà những cái thằng đó, tức là cái chiến dịch mà Đồng Khởi đó, nổi dậy, thì tất cả những cái thằng đó vào đó, nó đâu có nghiên cứu, nó đâu có biết là trên lầu là có đài phát thanh. Thành ra ông Dương Phục là ông ấy ở trên đó, ông ấy cứ tiếp tục ông ấy phát thanh. Thành ra là sau đó là ông ấy được gắn huy chương
là một trong những người mà chiến đấu tới giờ phút cuối cùng. Thằng Việt Cộng ông cứ không coi ra gì hết, nhưng mà thực ra nó là ăn may thôi. Có một thời kỳ đó ông anh dùng bộ tinh được. Có đấy, Việt Nam Cộng Hòa thì hay được phát những cái bộ tinh như vậy. Ông Dương Phục thì có một thời kỳ ông ở Houston đó, thì ông ủng hộ cho bà Triều Giang. Triều Giang đã gọi ông Nguyễn Hữu Công là lịch sử Sài Gòn này bằng cậu. Mà bà Triều Giang đã gọi Nancy Bùi tên thật. Thì bà thắng cái vụ kiện với ông Đỗ Văn Phúc là chủ tịch của tập thể chiến trí tại Hoa Kỳ. Đỗ Văn Phúc đã bị bồi thường 1.900.000 ở Austin. Thì bà Triều Giang về Ban Mê Thuật, bà mua cà phê, xong bà mang qua bên Mỹ và bán. Thì mà mua cà phê Việt Nam mang qua bên Mỹ bán là có lời rồi, bảo đảm có lời. Thì bà làm giống y chang là Starbucks, tức là có những cái flavor hay lít này kia là tùy theo khách hàng muốn, trong gian cà phê theo ý các khách hàng đặt. Thì hôm đó là bà tổ chức một cái bữa tất niên mà có mời chúng tôi qua, mời ca sĩ Lệ Hằng hát, để mời tôi qua làm MC chung với ông Dương Phục. Thì sau cái vụ đó ông Dương Phục bị cộng đồng bên nó đánh, là đều là đi làm MC cho Việt Cộng. Cái gì nó cũng dính dáng với Việt Cộng. Cái gì cũng là Việt Cộng. Thế nhưng mà bây giờ đó không biết cộng đồng đó, là sau cái vụ mà bà Triều Giang bà thắng cái kiện 1.500.000, 1.900.000, thì ông Đỗ Văn Phúc á, thì bây giờ ông cũng lăng nhăng này kia, cái giờ gọi là tuyên bố bài bạc, nhưng mà ông vẫn không từ chức. Thì ông Dương Phục bây giờ lại bắt đầu có những cái bài nói ngược lại, trong khi bà Triều Giang thì lại bắt đầu đi vinh danh ông Vũ Văn Lộc ở trên San Jose, rồi vinh danh đang vận động để lập một cái đài cái gì thuyền nhân tưởng niệm gì ở bên Houston ấy. Thì bây giờ thì cộng đồng lại không chửi bà Việt Cộng nữa. Thì nhớ cái chuyện rất là vui là tôi, ông Dương Phục, ông rất là hay ở chỗ ông lập cái đài phát thanh cạnh tranh với đài phát thanh của Vũ Kiểm. Vũ Kiểm là đại diện cho đài Lít Sài Gòn. Ở Houston chứ? Ở Houston. Mà đài Vũ Kiểm chết trong khi đài của Dương Phục vẫn sống như thường. Mặc dù ra là Dương Phục bị tố cáo là Việt Cộng. Nhưng mà đài Việt... Bởi vì đó ông rất là khéo nói. Dương Phục rất là khéo nói. Và ông thuyết phục được những cái người ủng hộ ông á. Và đa số những người mà đăng quảng cáo trên đài của Dương Phục á, tôi đã nhìn thấy rồi. Bây giờ một nửa là đi về Việt Nam hết. Tức là những cái người đó là họ đã nhìn thấy một cái con đường trước mắt là con đường thương ngoại. Không có Việt Cộng hay là Việt Nam Cộng Hòa cái gì hết. Họ chỉ là họ biết ông Dương Phục này, đi theo ông Dương Phục này sẽ có một ngày mình cũng sẽ được về Việt Nam. Đó là cái chuyện mà tôi muốn nói ông Dương Phục và các bác Phương và cái là tưởng là tôi nói chuyện đời tư. Chúng tôi không nói chuyện đời tư của ai lên trên này hết, thưa quý khán giả. Bởi vì chuyện đời tư có nhiều lắm, nhưng mà chúng tôi không muốn nói. Bởi vì cái vụ án 4.500.000 của bà Hoàng Diệu Thảo. Nhân tiện nói chuyện bà Hoàng Diệu Thảo, bà qua bên Houston. Bà mời ông Trần Nhật Phong qua bên đó để làm layout cho tờ báo Sài Gòn nhỏ của bà bên đó. Thì bây giờ đương nhiên cái tờ báo Sài Gòn nhỏ nó không có quyền lấy tên Sài Gòn nhỏ, bởi vì đây là bên tờ Người Việt lấy rồi. Trần Nhật Phong, khi mà tôi nghe cái tin đó, tôi biết liền trước sau gì cũng sẽ chết. Trần Nhật Phong chửi nhà nước Việt Nam ra giả đó, nhưng mà vẫn đi qua làm cho Hải Lê. Hải Lê là ai? Hải Lê là cái người mà gọi là một đại thương gia. Đông Trùng Hạ Thảo này. Đông Trùng Hạ Thảo. Và Hải Lê là ai? Là người đã đón Thượng tướng Nguyễn Chí Vĩnh ở đây. Mà cộng đồng này, Nguyễn Chí Vĩnh, cộng đồng này không ai biết. Không ai chịu hỏi Nguyễn Phương Hùng. Nhưng mà chúng tôi không nói, chúng tôi không loan báo cái tin gì hết. Thì tôi nói là tại sao cái thằng Trần Nhật Phong là cái thằng nói láo, nó giết anh em Việt Quickly, nó giết cái là etc, nó giết, bây giờ nó lại quay qua bên đó nó làm. Tôi nói liền, tôi bảo rằng không chống đi chạy. Ngày hôm qua bên Houston gọi điện thoại qua cho tôi, bà Hoàng Diệu Thảo đuổi Trần Nhật Phong rồi. Bây giờ Trần Nhật Phong chỉ có 1 giờ nói chuyện đài phát thanh cho Hải Lê. Mà nói 1 giờ phát thanh thì làm sao mà sống. Theo tôi biết rằng á,
có cái nghề như thế này, những cái người đi làm layout đó hay chơi cái trò là đi lấy quảng cáo riêng cho mình, thay vì đi thẳng với tòa soạn á là $100 thôi, đưa tôi đăng cho có 50 thôi, 50 đó bỏ vào túi. Nhưng bà Hoàng Dược Thảo, bà lại rất là kinh nghiệm trong nghề báo, bà biết. Bà mở tờ báo ra, thí dụ như vậy. Tôi không nói là cái vụ này ông Trần Nhật Phong làm nha, tôi chỉ nói thí dụ thôi. Bà mở tờ báo ra, CPA nó bảo gì? Tuần này là mình có ngày này. Đấy. Bà bảo, ủa sao cái lại có cái công ty ABC này, công ty XCECRET này lại ở trong này. Ở đâu ra? À, thế là lòi ra, thí dụ như vậy. Và ông Duy Sinh ngày xưa đấy cũng là như vậy. Cũng là tự nhiên lấy tên người ta để vào, xong rồi gửi bill tới nhà người ta đòi. Cái chuyện ở cộng đồng nó vui lắm. Thành ra cái anh mà layout đó hay làm cái chuyện đó. Chứ tôi không nói Trần Nhật Phong nha, đừng có nói là ông Hùng có vu khống. Có thể ông Trần Nhật Phong ông đã làm như vậy. Và bà Hoàng Dương Thảo với kinh nghiệm làm báo, bà mở ra bà bảo trong tuần này mình CPA á, tức là cái người mà kiểm soát tài chính á, cho biết là mình chỉ có 25 quảng cáo mà sao bây giờ mình tới 35 quảng cáo vậy, cái 10 cái kia là cái nào? Thì bà nhìn ra thì bà biết lại đó, thì bà đuổi. Thì cái chuyện Trần Nhật Phong bị đuổi là cái chuyện rất là bình thường. Bởi vì cái thằng này đó đi tới đâu là bị đuổi tới đó. Đó. Làm không có làm được cái gì. Lên trên tòa tổng lãnh sự xin tiền để tôi mở đài truyền hình, trong khi mà trong nước người ta biết bao nhiêu đài truyền hình, người ta không yểm trợ mà lên. Rồi không được cái quay trở lại viết bài bụi đời chợ lớn đánh nhà nước Việt Nam, đánh cho tới ngày thì bây giờ. Nhưng mà cái tội lớn nhất của Trần Nhật Phong là cái gì? Ngày hôm kia nó nói chuyện với Phạm Chí Dũng trong live stream. Mà Phạm Chí Dũng là ai? Quý vị biết rồi. Phạm Chí Dũng là người đang chống nhà nước Việt Nam. Mà bây giờ là Trần Nhật Phong đi live stream với một cái người chống nhà nước Việt Nam. Thì những cái thứ này đấy, trước sau thì chống thì trời nó cũng đi qua rồi. Bây giờ trước khi